đọc cái cuốn cũng như là cái cách ứng dụng đấy, tức là khi mà mình đề cao họ xong, tức là không phải đề cao mà mình ghi nhận xong thì mình lại cũng có những cái dẫn dắt, sau đó thì là mình sẽ có cái tương tác hai chiều ấy. Mình ghi nhận họ thì là họ sẽ ghi nhận mình, tức là mình muốn gì thì là mình sẽ cho người ta cái đấy trước, sau đó thì là mình sẽ làm ngược lại, kể cả trẻ con cũng như thế thôi, muốn nó có cái gì hay là đồng nghiệp của mình cũng thế thôi. Tức là mình thì mình muốn là cái người kia thì người ta ghét mình cực kỳ luôn ấy. Người ta lúc nào người ta cũng xăm soi mình, người ta làm khó mình luôn ấy. Thế nhưng mà trong 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 công việc truyền thống ấy, thì là cũng có ứng dụng là anh ấy cũng có một cái điểm tốt, mặc dù xấu 10 phần 9 phần là xấu rồi, nhưng vẫn có một cái phần gì đấy tốt thì vẫn cứ ứng dụng được và vẫn cứ khen ngợi được, và lúc đấy là mình không có địch thủ nhiều đâu, và dần dần là mọi người sẽ có cái sự gọi là lắng nghe mình nhiều hơn. Đấy là cái cách mà em ứng dụng được. Em xin mời tiếp theo đó là chị nào đây, em xin mời chị Loan. Em nhìn thấy chị Loan ạ. Cảm ơn chị Hương. Em đồng cảm với chị nhiều lắm ạ. Em có thích đánh dấu là cái chỗ em cần mình cần để ý là William James nói nguyên tắc sâu xa nhất trong bản chất con người là sự thèm khát được khen ngợi. Đây chính là điều con người trở nên khác biệt với muôn loài và thúc đẩy nền văn minh nhân loại phát triển. Có một số ý chị Hương nói lúc nãy cũng đồng ý với em luôn, là bản thân con người mình dù nhỏ hay lớn, dù là trẻ em, là học sinh, hay là mình là giáo viên, hay là ba mẹ, đồng nghiệp của mình, ai cũng muốn mình được khen hết. Mà hả, nếu mà được khen mình cảm thấy mình thích thú, mình hưng phấn, mình muốn làm tốt hơn một việc nào đó. Ở trên lớp cũng vậy, em áp dụng biện pháp khen rất là nhiều với các em. Có đứa khen câu này, có đứa lại khen câu khác. Đôi khi trong đồng nghiệp mình á, có một số người y như chị Hương lúc nãy nói là người ta không thích mình lắm, hẳn 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 hoi là người ta không thích mình luôn, nhìn cặp mắt ánh mắt của họ mình không thích luôn, nhưng mà mình cũng phải dè chừng với họ. À, cái con người này đôi khi mình tiếp xúc mình thấy cũng có điểm mình học hỏi, cái cô này mình cũng rất là sợ, nhưng mà cái cô này cũng có điểm tốt là cô ấy quản lý lớp tốt cũng chừng, hoặc là cái cô này có ưu điểm là họ giao tiếp tốt, thân thiện với tất cả những người khác. Vậy thì mình học hỏi những cái điều xấu của họ mình bỏ qua đi, mình cứ học cái điều tốt của họ. Em thấy điều đó cũng rất là hay. Ở đây cũng có cuối trang 146 có cái câu là khen ngợi chân thành chứ không muốn nghe lời nịnh hót giả dối. Tất cả chúng ta đều muốn như thế. Khen thì mình lựa cái điểm tốt mình khen, không phải có một câu khen sáo rỗng. Mình khen người này tốt, cũng có câu đó mình áp dụng cho người khác nghe cái này giống mình nịnh, hoặc là mình khen khen cho có. Em nghĩ như vậy. Em vì thế nên em càng ngày những lần trước em đọc Đắc Nhân Tâm thực sự em không áp dụng được, hoặc là mình không nhớ hay sao ấy, chắc cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần để áp dụng nhiều hơn. Cảm ơn Upline đã nhắc nhở em nhiều lần đọc sách Đắc Nhân Tâm rồi thực hành Đắc Nhân Tâm. Có nhiều lần vì quên công việc, vì việc nhà, việc trường hay việc gia đình em lại quên, nhưng 2 tuần gần đây em có tiếp xúc thì em thấy rất là hay, học hỏi được đồng đội rất là nhiều. Em cảm ơn Upline, cảm ơn các anh chị khác ạ. Em xin hết. Em Lan chuyển mời bất đi, à? Lan mời đi. Ừ, Dạ. cả nhà nhớ là khi mà trích dẫn ở trang nào thì nhớ là nhớ số, đọc số trang để cho cả nhóm đọc theo, mở theo nhá, như là Loan lúc Dạ nãy quên. trang 146 chẳng hạn, ví dụ thế. Ok. Dạ. Em thấy chị Hoa Hồng, đúng Hoa Hoàng hả? Hoàng Hòa, Em chị mời Hoàng. Vâng. Hoàng Hoàng. Dạ. Vâng, xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà hôm nay và cảm ơn bạn Loan. Có cái phần cái nguyên tắc 9 này á, thực hành này thì mình thì cũng không 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 chưa có thể thì nói chân thành là cũng chưa thực hành được nhiều. Đấy, thế nhưng mà bây giờ cũng đã bắt đầu gọi là mình quan tâm và có ý thức của mình nhớ cái đó, cái điều đó trong cuộc sống hàng ngày, cũng là khi mà mình giao tiếp với người khác. Đấy. Thế thì như là trong gia đình á,
thì là mình đã để ý hơn. Ví dụ như là với người thân thì cảm thấy là mình hạnh phúc khi mình có được cái người đó, cái người bạn đời của mình ấy, là những người lo lắng cho mình, làm cho mình cái điều tốt. Đấy thì là trước đây thì mình rất là buồn, hay là rất là cảm thấy những cái mà nó không được như ý thì nó lấn át những cái điều tốt đi đi. Thế nhưng bây giờ thì mình nghĩ ngược lại và cảm thấy là mỗi ngày thì mình có được cái con người đấy sống với mình và lo lắng cho mình, đồng hành với mình, thì đấy là cái điều hạnh phúc. Đấy, và nhìn thấy những cái tinh tế, những cái việc làm hàng ngày cho gia đình, cho con, cho cháu đấy, thì đấy là cái điều mình cảm thấy là thực hành được nó tốt hơn, và không phải là khen vào mặt đấy, mà có thể là thông qua câu nói với cháu chẳng hạn về những cái việc làm ấy. Thế còn đối với bọn trẻ thì đúng là áp dụng với việc là khích lệ và khen ngợi thì nó có tác dụng hiệu quả hơn rất nhiều, hơn rất nhiều là thay vì là chỉ trích hay là mắng mỏ hay là than phiền. Đấy. Thế thì đấy là trong gia đình. Thế còn đi ra ngoài thì mình cũng có một lần là như thế này, có một lần là nói chuyện với một cái bạn này thì trẻ thôi, bạn này là trẻ thì đang học đại học, thì hỏi han thế xong rồi là trao đổi câu chuyện như thế, thì bạn nói là cháu sau này là nhất định là cháu sẽ thành tỷ phú đấy. Thế thì nếu mà như trước đây ấy, là khi nghe cái câu như thế thì thấy là nó hơi hoang đúng không, thì anh nghĩ trong đầu là trẻ nhưng mà đã hơi hoang khoác lác tự phụ như thế. Thế nhưng bây giờ thì mình không nhìn nhận như bạn mà tiếp tục nói chuyện với bạn và khích lệ để bạn ấy nói ra cái việc là tại sao bạn lại có cái mong muốn như thế, và cái mong muốn đấy trong đời nếu như có một cái giải pháp thì nhất định là cái việc đấy sẽ thành hiện thực. Thì đấy là một cái trường hợp mà gần đây thôi mình rất là nhớ. Thế thì xin cảm ơn cả nhà vì chia sẻ vài điều như vậy ạ. Xin mời bạn tiếp theo. Có sao Mai không ạ? Không ạ. Ở đây có bốn người lên hình, có bốn người lên hình thôi, còn những người khác còn lại là em không thấy đâu cả. Chị Loan thì nhờ upline mời giúp. Vâng ạ, em thấy có ai còn nói nữa không ạ? Không là đến lượt em nói là kết thúc đấy ạ. Hoài Hương không được, chị Tân không được. Thiên Nga thì hôm nay là chị báo vắng rồi. Hôm nay có nói các chị em có muốn nói thêm vòng nữa không ạ? Có muốn bổ sung thêm không ạ? Có muốn chị ạ. Ok, điều mời Hương. Mời Hương. Em thì em chỉ muốn kể chị một... xin phép nhé. Chị xin dạ. Phép chị có chút việc. Vâng ạ. Và cảm ơn nữa ra và cả nhà. Vâng. Dạ. Chào chị, chào cô Hòa. Em có một cái kỷ niệm, đấy là có một lần em rất là khó chịu. Cái lần đấy chị Vũ Hương cũng đã lên tiếng để bênh vực em. Đấy là có một lần một cái người đồng nghiệp ấy, người ta rất là xỏ lá. Người ta không được nằm trong quy hoạch, và em vô tình bị nằm trong cái quy hoạch của các anh chị gọi là sếp cho em quy hoạch. Nhưng mà cái người ghen tị đó, người ta cứ nghĩ rằng là em không xứng đáng, hoặc là người ta xứng đáng hơn gì đó. Sau đó họ lên mạng họ chửi một câu rất là khó nghe, mà đấy không phải là chửi em, nhưng mà cứ đè lên cái trang Facebook của em để chửi. Nói chung là tiếng Đức tiếng Đan Mạch là văng ra hết đủ cả. Thế nhưng mà lúc đấy là người ta có một cái mưu đồ mà người ta cực kỳ xấu tính rồi. Thế thì lúc đấy em mới bảo là tại sao người ta lại đổ lên đầu mình những cái thứ nó không phải ấy. Thì lúc đấy em lập tức em có một cái suy nghĩ là người này rất là đáng thương nhiều hơn là đáng trách và đáng giận. Mặc dù ngay ngày hôm sau ấy, là trưởng phòng và tất cả hội nghị công đoàn cũng đã họp và nói với em là phải đưa ra để kỷ luật và xử lý, thì em cũng xin phép là thôi, nếu như mà đứng ra mà kỷ luật anh ta thêm ấy, thì nó không giải quyết được vấn đề đâu, bởi vì người ta đã không có cái nhận thức đúng ấy. Thì tốt nhất là hãy giải quyết theo cách mà để người ta nhận ra đấy là lỗi.
Bởi vì nàng ta là một người rất là thẳng thắn và cũng tính cách là người ta khó chịu, nhưng bản chất thì anh ta vẫn có một cái điểm rất là tốt. Đấy là khi mà vào việc thì anh ta cực kỳ tập trung và anh ta tranh luận với người khác thì cực kỳ là hiệu quả. Và anh ta cũng đã là cái người mà cũng hỗ trợ được đội nhóm cũng như là trong công ty rất là nhiều. Thì em có dừng lại và ngay ngày hôm sau thì em cũng gặp anh ta, thì em cũng chỉ nói là cảm ơn anh, tức là em chào anh và cảm ơn anh. Thì người ta ngỡ ngàng ra một lúc, một giây thôi, xong sau đó thì người ta mới quay sang, người ta nói nhỏ là thế mày không có cái tôi à ấy. Thì mình cũng hỏi lại một câu là ơ thì anh ơi, cái tôi nó nghĩa là gì hả anh? Thì người ta dừng lại không nói gì cả. Sau đấy thì ông trưởng phòng cũng như là công đoàn ấy, thì công đoàn lúc đấy là em nhận lỗi cho công đoàn, bởi vì em tự nhiên được bổ nhiệm và tự nhiên được vào quy hoạch thôi, thì người ta chửi công đoàn thì là chửi em, nhưng không phải đấy là cái quá khứ của cái người công đoàn trước. Thì người ta đã mắc lỗi là không thăm khi mà anh ta đẻ con thứ ba. Nhưng mà sau đấy thì em kế nghiệp luôn, thì lúc đấy thì em vừa mới nghỉ một thời gian, sau đó em đi làm thì anh ta đẻ con thứ ba thì anh ta giấu, nhưng mà anh chỉ thủ thỉ với người khác là tôi đã đẻ con thứ ba, nhưng mà em lên em làm công đoàn em cũng không có trách nhiệm là em đi thăm, bởi vì đấy là quá khứ rồi. Người ta đã đẻ con rồi, là người ta chửi là mày làm công đoàn thì thế nọ cùng thế kia, nói chung là rất là khó chịu luôn. Lúc với chị Vũ Hương cũng phải lên tiếng trên mạng, nói chung là có một cái gì đấy được gọi là ca ngợi hoặc là gọi là chữa cháy cho em một chút ở trên mạng. Mẹ em cũng gọi em là mày làm gì mà để cho người ta chửi như thế. Rồi đồng nghiệp cũng như vậy, cũng bảo là tại sao lại cứ để cho nó nói thế. Bảo không phải đâu, không phải là em để cho người ta nói, mà người ta muốn nói thì người ta cứ nói thôi. Nhưng mà sau đấy thì một thời gian sau thì chính anh ta là lên mạng và rút cái câu chửi bới đó đi, và cũng nói là anh mời em đi ăn cơm và hôm nay là ngày giỗ bố của anh thì anh mời em qua nhà. Thì lúc đấy thì em cũng chưa nguôi giận đâu, nhưng mà em cũng tức là làm mọi thứ là đúng theo cái nghĩa của một cái người mà đến ngày giỗ, nhưng mà em đã không có mặt. Và em nói là mọi chuyện nó qua rồi, nhưng mà anh em mình kiểu bắt đầu mọi mối quan hệ từ đầu ấy thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Sau đó thì tự anh ta cảm thấy là mình cần phải sửa, và anh trưởng phòng cũng nói với anh ta một câu rằng là mày phải thiền đi, mày phải giống cái hương đi. Tức là ông chỉ nói một câu rất là nhẹ thôi, sau đó thì cả phòng đi đến anh ta ăn giỗ bố một cách là bình thường. Nhưng sau đấy thì anh ta có cái tính cách tự nhiên trở nên là giữ ý hơn và hài hòa hơn. Đấy, thì đấy là cái cách mà em đã ứng xử, là thôi thì người ta rất là xấu thì mình cũng nên ghi nhận, mình cũng nên ghi nhận là anh ta cũng có một điểm tốt, và nói với cả công đoàn cũng như là sếp là dù sao thì anh đấy cũng là một người được việc trong công việc, cho nên là cái việc này nó đã xảy ra rồi thì nó không gỡ được đâu, mà bây giờ mà xé cái chuyện này ra to thì nó là một cái chuyện nó rất là đáng buồn, mà buồn cho cả một cái người phụ nữ ở nhà và cái đứa con sinh ra thứ ba kia. Tự nhiên đem ra kỷ luật thì cái điều đấy em thấy nó không phải một tí nào với cái người vợ và với cái người con. Và đứng trên cái góc nhìn đó thì em đã xử lý là em bỏ qua cho các anh đồng nghiệp, và em cũng đi khuyên giải tất cả những cái người mà lúc đấy họ nổi sinh lên công đoàn và cả công ty đều nói là thằng này phải kỷ luật, phải thế nọ phải thế kia. Nhưng mà em là người bị hại, nhưng mà em đã đứng ra để em bảo thôi mọi thứ dừng lại ở đây, và nếu như mà đưa ra để kỷ luật thì em cũng không phải là người ra lời là đề nghị kỷ luật, mà em sẽ lại tiếp tục nói lời xin lỗi để người ta nhận ra cái điều đấy là người ta đã sai ở đâu. Và sau người ta chửi mình được một câu ấy, nhưng mà người ta không được ghi nhận cái câu chửi đấy mà bị tất cả mọi người tấn công, thì đã là một cái sự người ta thức tỉnh người ta rồi, thì không cần thiết phải làm thêm cái việc mà làm cho người ta không thể đứng lên được nữa. Thì đấy là cái cách mà em đã ứng xử được, vượt qua được cái tôi, vượt qua được bản ngã và vượt qua được cái sự xúc phạm một cách gọi là nặng nề nhất. 500 người bạn của em đều thấy họ chửi em, và mẹ em cũng gọi em về là tại sao con gái sống kiểu gì để cho người ta như thế. Đấy, và chồng em thì nói rằng thế đồng nghiệp thì tại sao lại không nói được câu gì tốt cho em mà tại sao em cứ im lặng ở trên như thế. Và thôi anh ạ, thế là một ngày thì anh ấy ra ôm em và anh nói là kiểu cảm ơn em, và lúc em rời khỏi công ty thì anh ta có cảm ơn em và anh ta rất là xúc động. Thì đấy là cái điều mà em cảm thấy là mình đã có một cái hành động gọi là một cái sự gọi là cứu rỗi đấy. Em nghĩ là em đã cứu rỗi anh ấy trong một cái tích tắc nào đó. Và em cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà mình biết ghi nhận người khác, mình biết ghi nhận người khác, chứ không phải là mình chỉ có là mình tìm cách là mình trả thù hay gì đâu. Đấy là cái điều mà em đã làm được. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống, trong gia đình thì em không làm được điều đấy thường xuyên, và đôi khi em vẫn có cái tôi em bật dậy. Nhất là đối với mẹ em, đặc biệt là mẹ chồng em, khi mà mẹ em mà không ghi nhận là em lại bắt đầu em nổi xung lên. Thì đấy là cái điều mà em vẫn cứ phải học và em phải rèn giũa là em cần phải ghi nhận nhiều hơn nữa.
Nhất là đối với người già và đặc biệt là đối với mẹ, mẹ của em. Thì mẹ hy sinh cho mình nhiều quá. Đôi khi mình cứ bảo mẹ không thương, tức là con thương mẹ nhiều hơn là mẹ thương chính mẹ, mình cũng chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà đúng là mình cũng phải cần phải có một cái sự ghi nhận hoặc một cái ứng xử gì đấy để cho mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên tốt hơn. Em xin cảm ơn mọi người. Em xin mời chị ạ. Hùng có muốn phát biểu gì thêm không? Có. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Hương, tại vì Thu Hương. Bạn sinh năm 77. Bạn. Kệ mình cứ gọi nữ là chị đi, rồi cái gì mình sửa lại nó dễ, chứ để mình kêu em thôi quay lại chị nó quê. Em thật ra là em từ bữa giờ là trong thời gian gần đây thì em không có đọc sách, em nói thiệt chị là em không đọc sách ít lắm. Chỉ có một cái nhờ em theo cái bài pháp của thầy Thích Pháp Hòa ở bên Canada, thì thật ra là có một số câu thì nó cũng tương đồng với lại cái cuốn sách á. Nhưng mà trong cái phần chia sẻ của chị Hương thì em thấy là chị Hương là giống như là vượt qua được cái gọi là những cái trở ngại rất là lớn rồi đó, mà chị thực hành được như vậy là cũng là một cái điều là sao ta gọi là kiệt sức rồi đó. Nhưng mà giờ với em thì có một cái là em vẫn còn những cái từ thì mà trường về nhà bạn làm thư rồi. Sóng của Hùng bị ấy rồi. Loan có chia sẻ gì thêm không Loan ơi? Chị Nguyễn Thị Thu Hương là giáo viên đúng không ạ? Con giáo luôn luôn có những phẩm chất tốt đẹp đúng không? Dạ. Yeah. Em sẵn dây ốc nó nổi da gà mấy lần luôn. Đôi khi em cũng ít nhiều gì nằm trong hoàn cảnh xíu xíu của chị, nhưng em không được bản lãnh với chị. Em thấy rất là hay. Em cần học hỏi đức tính ở chị luôn á. Hết chưa? Chắc em không nói được nữa đâu. Okay, cảm ơn. Lại, cảm ơn. Thay mặt ôm một cái kia, gọi con gái bảo nhờ con gái hình như bác thấy đứng đằng sau ra ôm mẹ cho bác một cái thay mọi người. Ok. Với bản thân mình. Coi còn cứng xíu nữa chị. Okay. Đang nói giữa chừng cái nó bị chuyển okay. Mạng. Ừ. Thì thật ra là... nói chung là cái tại em làm trong môi trường Nhật nó lâu quá mười mấy năm á, cho nên là về cái kỷ luật cũng như là tất cả những cái độ nghiêm khắc của nhà Nhật Bản là gần như là mình nó thấm với người mình hết. Nhưng mà nhờ chị Vũ Hương chỉ dẫn mình đi vô anh họ vô dạy rồi theo rồi cũng có nó cũng pha loãng bớt cái tính gọi là kỷ luật đó. Nhưng mà thật ra trong công việc á thì cái việc mà ghi nhận người khác giống như chị Thu Hương làm á, là mình chưa có thực hiện tới cái bước gọi là kinh khủng như vậy được, mới chỉ có một phần thôi. Nhưng mà với cái cách làm của em á, là ví dụ như là em nói cụ thể trong một trường hợp của trong công ty đi, em là lúc đầu là làm thư ký thôi, mà cuối cùng là bây giờ không có người, cho nên là cuối cùng là em làm giống như giám đốc vậy đó, làm gì cũng làm hết trơn. Kế hoạch chi phí tất cả mọi cái, thì khi mà em phân tích các số liệu thì em thấy là nó có những cái lỗ hổng rất lớn, và tất cả các bạn ở dưới bạn làm, những cái bạn quản lý xưởng á, là bạn làm có những cái là bạn làm xong rồi bạn giống như là tỏ ra khó chịu quá. Cho nên là cái của em á là em làm là có nghĩa là em chỉ gom những cái bạn đó lại làm đúng cái chức năng công việc của bạn thôi, còn tất cả những cái mảng khác á, là khi mà bạn do là cái năng lực của bạn không đủ, nhưng mà nếu như mà bạn tiếp tục bạn duy trì á thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, cho nên là mình sẽ đề xuất mình cắt luôn. Mặc dù là mình cắt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng một chút xíu quyền lợi của người ta, nhưng mà xét về trên toàn bộ vĩ mô, toàn bộ cái tiến trình á, thì nó sẽ lợi cho rất nhiều người liên quan. Cho nên là em áp dụng cái câu của thầy Thích Pháp Hòa đó là
nếu như ví dụ một người đó người ta ghét mình, người ta nói xấu mình, người ta nói mình là, nếu còn nếu mà bây giờ mình suốt ngày mình đi theo mình giải thích với người ta thì mình sẽ không có làm được gì hết. Cho nên là em khi mà người ta nói xấu vậy, người ta nói em thế này thế kia, em không quan tâm như vậy đó. Rồi nhờ nhờ là nhờ khi mà gặp tai nạn thì cũng trì chú, là giờ cũng thuộc được ba bài kinh này. Cho nên là khi mà mình trì kinh đó, thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó an rồi, thì khi mình nói chuyện với người ta cũng nhẹ nhàng lắm. Cho nên là đó là lý do tại sao mà Hùng quay lại Hùng làm việc với chị Hương là vậy đó. Chứ thật ra là chị Hương là một trong là một trong hai người trong cuộc đời của mình đã chịu đựng được cái tính của Hùng. Thứ nhất là thứ nhất cái cô đầu tiên là Diamond Shoes. Diamond Shoes là cái cô diễn giả khách tới đó. Rồi cái người thứ hai là chị Hương, nhưng mà cái người mà sát với mình nhất là chị Hương đó. Đó thì thật ra là upline của Hùng là ở là Hà Nội là chị Ngân đó, nhưng mà thì hôm bữa trước chị Ngân chị nói chuyện thì chị nói là chị Hương giao chị Ngân là phải take care Hùng, nhưng mà Hùng nói rất là thẳng thắn, là cái tánh mà rất là thẳng đó, là chị Hương còn chưa gọi được cho mình thì làm sao chị Ngân gọi được. Và thì có một cái này thì trong rất cảm ơn upline và tất cả các chị ở đây, thì buổi sáng này là thật ra thực tế mà nói là rất là ý nghĩa, là vì cái sự chia sẻ của chị Thu Hương với lại Loan với lại chị Hoàng, thì Hùng cũng rút ra một số cái thì mình áp dụng vào. Dạ hết rồi, cảm ơn chị. Ok, hẹn gặp lại tour thứ hai nhé, cũng lại cái chương này sẽ xem có sự biến đổi như thế nào đúng không ạ? Điều đầu tiên ý là mình cảm thấy là thực sự là buổi đọc sách này tuyệt vời, bởi vì nếu không có thì mình có thể không nhận được ra những cái nét đẹp tiềm ẩn trong mỗi con người, thực sự là như vậy đúng không? Mặc dù chúng ta học cái cách là trân trọng nhau, nhưng mà phải có những cái giây phút gần nhau ở những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, chứ không phải chỉ có kinh doanh. Nên chị mới thấy rằng là ôi em Hương của chị thực sự là tuyệt vời, thật sự là như thế. Em Loan cũng vậy và Hùng cũng vậy nhé. Chị nói đây không phải là nói quân bình đâu, để ai cũng được khen một tí đâu, nhưng mà đúng là mỗi một người đều có những cái điểm thực sự là tốt đẹp, mà khi chia sẻ này ấy, chúng ta lại càng trân trọng nhau hơn đúng không? Thế đối với mình ấy, thì mình cũng là một cái người thực ra chẳng chẳng trọn vẹn đâu, nhưng cũng là một cái người mà luôn luôn cầu 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 tiến ấy. Thì trước đây thì khi mà mình đi hay đi thị trường hay đến các tỉnh ấy, thì mình đề ra cái nguyên tắc là vì là mình cái công việc của mình á, bản chất kinh doanh của mình là sự kết nối, cho nên là mình cũng đã áp dụng cái việc là nguyên tắc là khen ba thứ khi gặp 7 giây ấy. Tại vì là 7 giây thì mình sẽ có những cái bắt đầu định hình cái ấn tượng của mình với một ai đó. Thì điều đầu tiên là mình chỉ có 7 giây để gây ấn tượng với mọi người, thì trong cái 7 giây đấy thì mình đối với mọi người thì mình cố gắng là nhìn ra ba cái điểm tốt của mọi người để khen ấy. Bởi vì đây là đúng là cái nguyên tắc là hãy làm cho người khác cảm thấy là mình quan trọng mà. Thế nên là quan trọng thì nó không phải là cái gì phải nói to tát cả, mà thực sự là cái tâm mình cởi mở và mình hướng tới cái điều mà mình thấy là tốt đẹp của họ. Thì điều đầu tiên là cứ nguyên tắc là 7 giây mà tìm được ba thứ thì làm gì mình có cái gì để mà nghĩ nhiều, không thể nào mà nghĩ nhiều để mà soi xét được, mà thực sự là phải rất nhanh để mình gây nhanh chóng gây thiện cảm. Và chính vì cái điều đấy thì với những cái người người ta cởi mở chỉ có thể trong 3 giây thôi là mình đã có thể làm quen và rất vui vẻ, đến nỗi mà anh Tuấn nhà mình trợn tròn mắt lên á, bởi vì không hiểu sao mà mình lại có thể kết nối nhanh đến như vậy. Thế thì bởi vì nguyên tắc là mình khen những thứ người ta đang sẵn có, người ta đang nghĩ được, thế là rất là hay, và khen thực lòng. Cái thứ hai nữa là thực hành, thì cái thực hành gần đây nhất của mình là cách đây 1-2 tuần thôi, khi mà có một bạn ứng viên mới, thời gian mà để nói chuyện với bạn ấy sau sau hội thảo nó rất là ít, mà thậm chí có nói thì nó cũng không nên nên cái gì cả. Nhưng mà khi mình kết nối được trên Facebook rồi ấy, thì mình có hỏi bạn ấy là ngày hôm nay ngày 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 thứ bảy của sau khi nói chuyện xong thì mình mới quay trở lại mình mà nay ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần của cháu như thế nào. Thì tại vì là bài bài thì mình gửi cho bạn rồi, nhưng mà mình chưa thấy bạn nghe. Thì bạn bắt đầu bạn quay sang bạn ấy kể rằng là cô ơi hôm nay cháu ABCD. Thì thực ra lúc ban đầu ạ, mình đã định nghĩ cái câu rằng là cháu có biết rằng là
có một cái câu nói là tương lai của một người phụ thuộc vào cái việc mà anh ta làm trong những lúc thời gian rảnh rỗi không ấy. Đấy là cái phản xạ đầu tiên của mình. Nhưng mà khi mình kìm được lại và mình nói rằng là ngày hôm nay của cháu như thế nào, và bạn ấy bắt đầu nói, thì mình mới nhận thấy rằng là mình may quá, mình đã không lên lớp. Điều đầu tiên là mình đã không lên lớp. Và cái thứ hai, khi mình gợi mở được cho họ rằng là ngày hôm nay của cháu như thế nào, thì bạn ấy bắt đầu bạn ấy kể những câu chuyện ABCD này. Và trong đó thì mình lại kìm được mình rằng là mình không phát triển tiếp cái mà mình đang định nói, mà mình khai thác một cái ý của bạn ấy ở đấy là sáng dậy 5 giờ rưỡi cháu đọc sách. Đó, thế là cuối cùng là gì? Khi mình đi theo cái mạch đấy được ấy, thì mình cảm nhận được rằng là bạn này là một cái bạn trẻ rất là tuyệt vời. Đấy. Và mình biết rằng là nếu như bạn ấy được ở trong môi trường này thì cái việc định hướng cho bạn ấy cho tương lai nó còn hiệu quả hơn nữa. Đấy, thì ở đây là cái cách mà mình đang nghĩ rằng là hãy nén mình lại, hãy thực sự là thực hành cái lắng nghe, bởi vì khi mình lắng nghe ấy, thì mình sẽ biết là người khác quan trọng như thế nào. Đấy vẫn là cái mình đang phải rèn luyện, chứ chưa phải là mình cảm thấy ở mức độ hài lòng về cái việc của mình. Thế còn tặng mọi người một cái câu chuyện. Đấy, thì gần đây nhất ấy, thì mình có được nghe một cái bài pháp thoại của thầy Thích Minh Niệm, đó là Nhẫn Nhục Ba La Mật. Thế thì đọc lại trong cái câu chuyện đấy, thầy giảng rất nhiều về tu tập, mình hết giờ rồi đấy, nhưng mà mình nói thêm một câu nữa thôi. Thì thầy nói một cái kể chuyện rất là hay, tức là nó giống như cái Quan Âm Thị Kính, tức là cái sự oan uổng ấy, là chú tiểu bị một cô gái đổ thừa về cái việc là có bầu. Thế và khi mang đến ấy, thì bảo con của thầy đấy, thì thầy chỉ nói ồ vậy hả, và sau đó nuôi đứa bé. Và đến khi đứa bé xong rồi mọi người đàm tiếu tất cả mọi thứ, thầy cũng vẫn không có phân minh gì cả, thầy chỉ nói ồ vậy hả. Và đến khi mà mẹ của đứa trẻ qua 5 tháng ấy, lớn hơn lên rồi, thì cảm thấy rằng là vô cùng thương xót đứa con, thế và lên nhận lại đứa trẻ, xin nhận lại, thì thầy cũng chỉ có nói mỗi một câu là ồ vậy hả. Thực ra câu chuyện đấy, và thầy Thích Minh Niệm nói rằng là đấy là cái câu chuyện mà đầu đời của thầy trong cái quãng đời tu tập, bắt đầu xuống tóc đi tu ấy, thì cái câu chuyện đấy là được học đầu tiên. Mình nghĩ rằng nó không chỉ là cho thầy khi mà mới xuống tóc đâu, mà bản thân mình cũng học được một cái câu chuyện rất là nhiều. Và nếu như bây giờ có những cái sự bất như ý đến với mình sẽ chắc chắn mình sẽ không phản kháng để thanh minh cho mình. Mình đang học được cái điều đấy. Và nếu với cái sự nhẫn nại như vậy ấy, thì chắc chắn là nó sẽ hun đúc, nó sẽ bồi đắp thêm cho mình là cái hạnh lắng nghe và cái thực hành rằng là làm cho người khác cảm thấy quan trọng hơn. Bởi vì mình ngay kể cả cái việc mà chạm tự ái, chạm vào cái tôi của mình ấy, mà mình còn có thể kiểm soát được nó ấy, thì chắc chắn là mình sẽ có thể nâng được người khác hơn lên nữa. Đó, xin hết ở đây, bởi vì hôm nay là 47 rồi. Tưởng là đấy, chị em mình nói, nếu mà để cho nói thì cũng ra vấn đề đấy. Ok nhá, chúng ta dừng ở đây.